Chào chị Hằng My ạ. Ngày đầu tuần bà con Nam Bộ cần chú ý điều gì về thời tiết vậy chị? Dạ vâng, chào buổi sáng chị Ái Hậu và quý vị khán giả. Sáng sớm nay bà con Nam Bộ ra đường đi làm sẽ cảm thấy se lạnh do có những sóng lạnh khuếch tán xuống phía Nam. Cụ thể là sáng sớm nay, mức nhiệt ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ thấp nhất sẽ dao động trong khoảng là từ 17 đến 20, còn xích xuống miền Tây Nam Bộ sẽ từ 20 đến 23 độ. Với thành phố Cần Thơ, sáng sớm nay mức nhiệt cũng xuống thấp, chỉ 20 độ. Ở mức nhiệt này thì bà con ra đường sẽ cần phải mặc thêm áo khoác gió hoặc là áo dài tay đấy ạ. Nhưng mà đó chỉ là nhiệt độ vào sáng sớm, còn lại trong ngày, Nam Bộ vẫn có nắng kéo dài từ 8 đến 9 tiếng. Mức nhiệt cao nhất miền Đông sang miền Tây Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng là từ 29 đến 31 độ, chỉ có riêng Biên Hòa là 32 độ. Mặc dù là trời không nóng nhưng mà chỉ số tia UV vẫn được cảnh báo là ở mức 7, đây là mức gây hại cao. Bởi vì vậy, khi ra ngoài quý vị nên sử dụng khẩu trang tối màu, vì theo các chuyên gia, các bác sĩ da liễu thì sẽ khuyên dùng khẩu trang tối màu có tác dụng chống nắng lên đến 90%. Trong khi đó, tác dụng chống nắng của khẩu trang sáng màu chỉ ở mức là 60% mà thôi. Nên dùng khẩu trang vải dày dặn, bởi vì khẩu trang y tế chỉ có tác dụng là cản bụi và quá mỏng, ít tác dụng chống nắng. Đến với đảo Ngọc Phú Quốc hôm nay thì thời tiết sẽ đẹp, nắng lên từ sáng cho đến chiều và mức nhiệt sẽ không quá là 30 độ. Còn về thời tiết vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang bao gồm các quần đảo Nam Du, Phú Quốc và Thổ Chu, dự báo hôm nay trời sẽ nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4. Trái lại, khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau bao gồm quần đảo Côn Đảo tiếp tục có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.